đi tiếp ha. Carrasson Mall bên quận 7 ha. Vậy mà mình không biết. Này là Carrasson Mall đó là đầu đường nè. Còn cái cầu ánh sao là cuối đường. Có mấy cái tòa gì đó nữa. Đèn nó sọc 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 sọc. Ở bên đây đèn nè. Đèn mà nhỏ giọt nhỏ giọt nhỏ giọt. Cầu. Ở phía trước nó có khuôn viên nè. Có công viên nữa nè. Chơi đèn giống như đèn gập nước ha. Nhà hàng San Fulu Cantoni Kitchen à, Tony của nó xây với cái kiểu container thì Pasta Mania. Chạy qua cỏ luôn rồi. Mình đi vô luôn. Đây nè, hồi nãy khúc này có đường đi nè, mà không vô. Đó là hoa gì vậy nè? Vui lòng cẩn thận khi vui chơi, xin cảm ơn. Bướm quyền là bướm á. Cánh bướm này à, hoa nở, hoa đẹp nở beautiful 2018 hai với bướm. Bướm bự với hoa rồi đó, hoa hồng bự trình trình luôn, hoa hồng đỏ bự nè. Kia nó làm gì đó? Đánh gì bập bập kia à, nó chưa có tin. Cái đèn làm dạng giống như là đèn đường đó, mà gắn không có đèn mà gắn hai con bướm đậu ở trên cao ở cái ngọn. Chạy ra đây coi nó chịu patin à. Phải chụp patin này lướt ván hay gì. À, coi lướt ván. Cũng có một bạn nữ này. Bao nhiêu nam không? Không có chỗ cho mình ngồi. Đứng thôi. Ngồi đó cho đó.
nhảy lên cây ấy rồi té. Đứng coi chút không? Chưa nhảy ngoài rừng. Lên. Trời ơi, nhảy ghê, xương cây té. Ây, trời ơi. Nó ghê ha, không chụp có tin. Rồi, tập thôi, tập giờ thôi. Có hồ nước. Ôi giời ơi. Vừa chạy vừa quay. Khó tài. Nước nè. Mấy con này nó chạy được kìa. Ủa trời. Tưởng nó ở đâu xa ha, quá ra nó là Resort Mall thì trước mình có đi rồi. Mình đi đi xem cái hội hoa đăng gì cố đô Huế gì đó. Hội An chứ quên. Nó làm á. Đi cả ngày quần đó. Quần cái Resort Mall đó. Dèo. Ở ra công viên ngồi nghỉ tí nè. Ra cái xích đu rồi. Bị dốc tì kia ngồi rồi. Định qua ngò mà bị nhóc tì bác xưa ngồi rồi. Đó rồi chỉ có hai cái xích đu thôi. Hoặc là ngồi chỗ nào. Ngồi chỗ bông hoa. Rồi, hãy dừng video đây ha.